Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Em là Minh Thành, đến từ Win Auto với địa chỉ tại số 8 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay em Thành xin giới thiệu cho anh em một chiếc Mercedes E200 được sản xuất vào năm 2017 nhá, tên cá nhân, biển số Hà Nội. Đây, biển số của nó đây này. Đó, chiếc xe này của em thì có màu ngoại thất là màu đen và màu nội thất là màu nâu cà phê nhá quý anh chị nhá. Chiếc xe này của em thì đã lăn bánh được 4,7 vạn mai. Đó, rất là đẹp luôn nhé. Xe này thì bên em cũng về được một thời gian rồi. Đó. Và hiện tại giá Thành thì nó rất là hợp lý. E200 2017, giá này thì chỉ bằng một chiếc Camry Q đời 2020-2021 thôi. Đấy, rất là hợp lý rồi một, để sở hữu một chiếc xe sang. Và phần đây em quay tổng thể chi tiết về phần đầu xe nhé. Đây thì có một cụm đèn này Full LED High Performance. Đó, cụm đèn này cũng rất là chiếu sáng rất là xa này. Đó, và đây quý vị nhìn thấy đấy, 2017 đến giờ này thì cũng đã được 6 năm sử dụng rồi. 6 năm sử dụng nếu mà tính theo năm, thì nếu mà sử dụng xe thì em nghĩ nó chỉ tầm khoảng 5 năm thôi. Quý vị nhìn thấy này, cái phần đèn này. Đấy, còn rất là trong nhá. Đấy, rất là sáng luôn. Đó, rồi là mặt ca lăng này. Cái mặt ca lăng này nhìn rất là giống đàn anh mẹ S luôn nhá. Đàn anh mẹ S. Mẹ S. Đó, rất là đẹp. Và phần đầu xe này đấy, có được bố trí những cái thanh nan đấy nằm ngang. Đó, rồi là ốp mạc chrome nhìn rất là sang trọng luôn, logo nổi trên nắp capo. Đèn này, đèn xin nhan tích hợp lên gương này. Đó, sơn xe này thì bên em về cũng không có sơn lại gì đâu, chỉ có đánh bóng spa lại thôi, đánh bóng và spa lại xe thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Cốp này, cốp cũng rất là rộng luôn nhá quý anh chị nhá. Đây, cốp cũng rất là rộng luôn. Em quay ở đây thì nó sẽ hơi tối, mong quý anh chị thông cảm cho em nhé. Bởi vì là xe thì đang chất đống rồi, chất rất là chặt rồi. Đây, không còn chỗ để mà quay bên ngoài cho quý anh chị. Mà trong cái khoảng không gian này thì bên em đang cho sửa chữa. Đó, cho nên là không có cái ánh đèn ở đây. Đó, rất mong quý anh chị thông cảm giúp em. Thì để lên cái video sau em sẽ quay ở bên ngoài trời, nó sẽ sáng và dễ nhìn hơn. Đó. Rất mong quý anh chị thông cảm cho em. Em sẽ cố gắng quay rõ nhất cho quý anh chị nhá. Đây, phần ghế này. Ghế này thì còn rất là đẹp luôn nhá quý chị nhá. Thực sự còn rất là đẹp luôn. Quý anh chị mà xem chiếc xe này ấy, xem thực tế luôn nhá, thì chắc chắn một điều rằng sẽ không làm quý anh chị thất vọng đâu ạ. Đó, rồi là E200 2017 này. Chiếc xe này thì cũng đã trang bị là cửa hít rồi nhá. Loa của E200 thì vẫn là loa thường luôn. Vẫn là loa thường, cũng có nhớ ba vị trí ghế này, ghế chỉnh điện này. Đấy, rồi đây ghế này. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đây, quý anh nhìn này, đẹp này. Ở đây thì nó sẽ nhăn, hơi nhăn thôi nhá quý anh chị nhá. Ở đây phần này nó sẽ ngồi nhiều nên là nó sẽ hơi nhăn cái phần mũi ghế này. Tuy nhiên thì cái độ đàn hồi của mũi ghế này cũng rất là tốt nhá. Đấy. Đây, trang bị rất là nhiều những option. Điều hòa tự động hai vùng độc lập này, rồi màn hình này. Đấy. Đây. Vô lăng này, rất là đẹp luôn nhá. Vô lăng khâu zin theo xe luôn nhá quý chị nhá. Đây phần lốp này. Rất là đây. Lốp này thì có một vài vết gọi là xước thôi. Xước nhẹ thôi, không có xước nhiều nhá quý chị nhá. Đó. Nói chung là chiếc xe này thì rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Chiếc xe này rất là đẹp. Đấy. Xe này về bên em không phải làm gì nhiều đâu, chỉ có đánh bóng spa lại thôi. Đấy, rất là đẹp. Xe này về Hà Nội sẵn rồi, cho nên là quý anh chị nào mà ở Hà Nội thì sẽ sang tên luôn trong ngày luôn nhá quý anh chị nhá. Đấy, hoặc là quý anh chị nào ở tỉnh thì bên em cũng sẽ rút hồ sơ thì sẽ mất thời gian một chút. Từ 7 đến 10 ngày thì hồ sơ mới xong. Đấy. Hoặc là quý anh chị nào ở tỉnh thì bên em cũng có thể hỗ trợ bấm lại biển được nhá. Đấy, có thể hỗ trợ bấm lại biển được. Rồi, em xin giới thiệu lại một chút về chiếc xe này của em nhá. Nó hơi tối cho nên là em sẽ quay qua một chút thôi. Nói qua để quý anh chị thấy được bên em đang chào bán chiếc xe này thôi. Đấy, và em xin giới thiệu lại này. Ở đây em có chiếc Mercedes E200 được sản xuất vào đăng ký năm 2017. Mang tên cá nhân, biển số Hà Nội nhá. Và
chiếc xe này của em đã lăn bánh được 4,7 vạn mai. Em đang chào bán được hàng là 1 tỷ 190 triệu đồng, 1 tỷ 190 triệu đồng, còn hỗ trợ banh được đến 70% giá trị xe trong vòng từ 5 đến 7 năm nhá. Quý anh chị nào đang quan tâm thiện chí chiếc mua chiếc xe này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em để xem xe hoặc là đến trực tiếp cửa hàng em nhé. Đấy, em đang còn rất là nhiều xe. Quý anh chị thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Cảm ơn quý anh chị, em xin kết thúc video đây ạ.